Thưa quý vị và các bạn, ngay từ khi thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặc biệt chú ý đến xây dựng đội ngũ công thương phục vụ phát triển đất nước. Theo Bác, giới công thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng và thịnh vượng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến phát triển công thương nghiệp, nhất là xây dựng đội ngũ doanh nhân. Ngày 18 tháng 9 năm 1945, tại Bắc Bộ Phủ, Bác tiếp khoảng 30 nhà công thương có tiếng ở Hà Nội, động viên các nhà hàng sản đóng góp cho tuần lễ vàng để tỏ rõ cho thế giới biết người Việt Nam đồng lòng yêu nước. Sau cuộc gặp này, Chính phủ Hồ Chí Minh được giới công thương Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung ủng hộ rất lớn về vật chất, qua đó giảm bớt khó khăn về tài chính cho nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trong nhiều bài nói, bài viết khác, Bác luôn căn dặn giới công thương phải phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật, tăng cường kỷ luật lao động, phải nâng cao năng suất và thực hành tiết kiệm. Các doanh nhân phải đoàn kết, phải chăm lo đào tạo nguồn nhân lực, phải xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của cán bộ công nhân viên, đặc biệt phải chăm lo đến cán bộ và công nhân nữ. Bác còn căn dặn doanh nhân phải dân chủ, phải công khai, phải xây dựng và phát huy tốt vai trò của các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp. Bác phê phán bệnh hội họp quá nhiều cũng như xu hướng chạy theo số lượng trong sản xuất, ít chú trọng chất lượng. Bác dặn sản xuất phải nhanh nhiều tốt rẻ, người sản xuất phải thực thà, sản xuất hàng hóa tốt cho đồng bào dùng, không nên trưng bày hàng tốt mà bán hàng xấu. Trong thư gửi Hội nghị Cán bộ Tài chính ngày 20 tháng 2 năm 1952 tại Việt Bắc, Bác nhắc phải làm thế nào để ổn định giá cả và để đạt mục đích xuất nhiều hơn nhập. Bác yêu cầu phải đẩy mạnh phong trào thi đua trong các doanh nghiệp, thường xuyên tổng kết những kinh nghiệm tốt, những điển hình hay để nhân rộng trong cả nước. Người còn thường xuyên nhắc nhở phải nhìn ra nước ngoài để học tập kinh nghiệm của các nước tiên tiến trong quản lý sản xuất. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh, nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là sự kinh doanh của các nhà công nghiệp, thương nghiệp thịnh vượng và mong muốn mọi người cùng đem vốn vào làm những công cuộc ích nước lợi dân. Tròn 50 năm ngày Bác ra đi, nhưng tư tưởng và những lời căn dặn của Người vẫn mang tính thời sự, có ý nghĩa sâu sắc đối với sự phát triển đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân nước ta. Từ những tiên định, tư duy uyên bác của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt trọn niềm tin vào giới doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam, coi đây là nguồn lực cực kỳ quan trọng trong sự nghiệp xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như ước nguyện cao cả của Người. Nhận thức của Đảng về vai trò của kinh tế tư nhân ngày càng sáng rõ. Hội nghị Trung ương 5 khóa 12 ban hành nghị quyết số 10 NQTU ngày 3 tháng 6 năm 2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trung ương cho rằng kinh tế tư nhân đã phát triển trên nhiều phương diện và bình đẳng với các thành phần kinh tế khác. Sau hơn 20 năm thực hiện nghị quyết, khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam đã có bước phát triển mới cả về số lượng, chất lượng và có những đóng góp ngày càng tăng đối với sự phát triển của nền kinh tế và xã hội. Số lượng doanh nghiệp gia tăng mạnh từ 655.000 năm 2017 lên 730.000 vào năm 2018 và đạt 743.409 vào quý 1 năm 2019. Quy mô của nhiều doanh nghiệp ngày càng mở rộng. Một số doanh nghiệp đạt tổng tài sản đến hàng trăm tỷ đồng và sử dụng hàng chục nghìn lao động. Khu vực kinh tế tư nhân đang chiếm khoảng 40% GDP cả nước. Đáng chú ý là nhiều doanh nghiệp tư nhân đang điều chỉnh chiến lược đầu tư và kinh doanh theo hướng bền vững hơn, gắn nhiều hơn với công nghệ và đổi mới sáng tạo thông qua việc thiết lập trường đại học, viện, trung tâm nghiên cứu và triển khai cũng như hoàn thành được những công trình lớn, phức tạp trong một thời gian tương đối ngắn. Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ và thực tế đã khẳng định những tư tưởng về doanh nghiệp doanh nhân của Bác là một tư tưởng chiến lược lâu dài phù hợp với xu thế phát triển của quốc gia, dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, tư tưởng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về kinh tế tư nhân đã và đang được hiện thực hóa trong công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.
Chuyên mục của chúng tôi đến đây xin được tạm dừng. Xin kính chào và hẹn gặp lại.